Đây là bác Thành sẽ hướng dẫn mọi người cách ăn cá lóc nướng chui. Lấy cái này là gọi là cái gì? Nem. Bánh tráng. Nem gấp đôi này. Đấy. Gấp đôi là cho ít rau sống vào này. Cho ít rau sống vào đây. Rau sống đã có. Đấy, thêm một coi như là đũa là thịt cá lóc. Cá lóc là cá lóc nướng nhá. Nước, cá lóc nước. À nhưng mà đũa này hơi nhiều đấy. Đũa hơi nhiều một tí. Hơi nhiều. Bác đừng bỏ ra. Cho ít bún vào nữa đúng không? Cho thêm một ít bún vào nữa. Xong cuốn lại. Cuốn lại này. Cuốn lại. Hơi to. Xong bước tiếp theo là thế nào bác? Bước tiếp theo là chấm xuống nước mắm. Đấy. Bước tiếp theo nữa là sau hầm một. Dưng lên này cho nó chảy xuống rưỡi. Cho vào mồm. Xong bước tiếp theo là cho vào mồm. Bước thứ ba là cán thử. Bước cuối là nuốt đúng không? À, chuẩn. Bước cuối là nhai qua thật kỹ xong nuốt. Đấy. Công nhận là cái món ăn miền Tây là ăn được. Đấy, được. Làm miếng thứ hai. Miếng đầu tiên là thử đã, miếng thứ hai là cảm nhận. À, đấy.